Hello các bác. Thì là mà hôm nay tôi lại tiếp tục bắt chước theo các tips sáng tạo ở trên mạng, mà không hiểu sao mỗi lần tôi chuẩn bị làm clip như thế này thì tôi lại phải vào hiệu sách mua một cái hộp màu mới. Lần này thì cũng thế, nhưng mà cái hộp màu này thì nó không chát chúa bằng cái hộp màu lần trước. Hộp màu này chỉ có 60.000 thôi. Trong hai cái tip mà tôi làm theo ở lần này thì tôi thấy họ dùng sơn thì phải, nhưng mà một hộp sơn một màu mà mấy chục nghìn đó các bác. Thế thì tôi lỗ vốn phá sản mất. Nên là tôi sẽ chọn cái màu có kết cấu đặc đặc sệt sệt hơi hơi giống sơn. Rồi trong quá trình làm thì mình cứ biến tấu moly phê các thứ đi là được. Rồi với clip đầu tiên thì tôi thấy người ta dùng một cái sợi chỉ hay là sợi dây gì đó, người ta nhúng vào màu rồi kéo cái sợi dây đấy ở trên giấy tạo ra một cái hiệu ứng màu khá là đẹp. Tôi sẽ lấy cái tiếp mở cái hộp màu đau khổ trước ra để dùng nốt. Cái khúc vặn màu ra nó tạo lên một cái hình thù nó hơi trừu tượng một tí. Nhưng mà thôi các bạn đừng liên tưởng linh tinh nhá. Tôi sẽ cho khoảng tầm 1, 2, 3, 4 giọt nước vào để cho màu nó đậm. Cái tôi dùng thì không phải là sợi dây mà nó là một cái tép chỉ thêu. Một cái sợi này thì là 6 cái sợi chỉ thêu nhỏ nó gộp vào với nhau. Đại loại là dùng thì cũng được đó. Tiếp đến thì tôi nhúng cái đống dây dại lòng nhằng vào trong cái đống màu kia. Rồi xong lấy bút xào xào nấu nấu lên để cho màu nó thấm đều vào trong sợi dây. Khúc này là thấy có vẻ hơi thiếu màu, hơi thiếu gia vị rồi đây. Nên là tôi lại vắt kiệt cái tuýp màu kia. Sau khi thấy cái sợi dây nó đã thấm đẫm màu rồi thì tôi sẽ loay hoay tìm cách nào để cho nhấc được cái sợi dây để đặt vào giấy. Sau một hồi loay hoay xoay sở thì tôi quyết định dùng chính bàn tay của mình để bốc cái sợi dây đấy ra. Trời má, đúng là tham lam ngu dốt. Lấy cái sợi dây rõ là dài, nó cứ lỏng hoàng, nó khó kiểm soát đấy các bác. Gòi gòi, nhìn thế này là đã biết nó không giống mẫu rồi đấy. Đúng là bàn tay ta làm nên tất cả. Và đây là thành quả của đôi bàn tay ta. Tiếp tục, trong clip thì tôi thấy người ta kéo xuống thì tôi cũng kéo xuống. Gòi đấy xong, tôi cũng kéo xuống như người ta nhưng mà nó lạ lắm các bác. Thôi, lần một coi như là xé nhá, bỏ. Cái gì cũng phải có lần đầu tiên. Tĩnh tâm rồi làm lại. Rút kinh nghiệm lần 1 thì tôi thấy màu có vẻ hơi đặc, nên là lúc kéo cái sợi dây xuống thì màu nó cũng không kéo được. Lần 2 tôi quyết định pha loãng màu hơn một tí, và lần này thì cũng bớt tham lam hơn. Đấy là lấy cái sợi dây ngắn thôi, rồi thì cũng xào xào nấu nấu cho cái sợi dây đẫm màu. À mà tờ giấy lần này thì cũng nhỏ hơn nữa. Tất nhiên rồi, sợi dây nhỏ thì giấy phải nhỏ chứ đúng không? Đúng là lần 2 có kinh nghiệm nó khác. Tôi đã khéo léo lấy bút để đỡ cái sợi dây vào tờ giấy. Rồi, thở đều. Khúc này là thấy nó cũng hơi xuôi rồi đấy. Mặc dù trong clip thì thấy người ta đặt sợi dây có vẻ quắn quéo cầu kỳ hơn cơ. Gòi xong, lần 1 thì chả thấy màu đâu. Lần 2 thì... Các cụ có câu quá tam ba bận. Nhưng mà thôi, trường hợp này thì tôi xin phép quá tam hai bận thôi nha các bác. Bỏ cuộc. Xin bỏ cuộc. Rồi, với cái tip thứ hai này thì tôi sẽ sử dụng cái hộp màu mà hôm nọ tôi sắm đây. Ban đầu tôi mua thì tôi cứ nghĩ là những cái lọ màu tách lẻ nó đặt vào trong cái khay nhựa. Nhưng mà no hề, những cái lọ màu này nó gắn liền vào cái khay luôn. Trời ơi, lần đầu tiên tôi gặp cái thiết kế hộp màu như thế này luôn ấy. Nó bất tiện gì đâu. Mà không những thế, cái nắp màu nó còn chắc một cách dã man luôn. Hộp màu vừa chắc mà các cái lọ màu này nó còn bị cố định san sát với nhau. Đâm ra là cái tay nó rất bị vướng. Xoay cái nắp hộp màu nó rất là khó. Tôi vặn được hết đúng nắp này là tôi đỏ cả tay luôn đấy. Ui là trời. Biết là cái thiết kế này nó cố định để cho trẻ con nó đỡ làm mất màu. Nhưng mà tôi không thích như thế này một tí nào cả. Tôi thích những cái thiết kế làm mất màu cơ. Ok. Sau khi dồn hết sức bình sinh để mở được tất cả các nắp hộp màu ra thì tôi sẽ nhỏ thêm mấy giọt nước vào mấy lọ màu này rồi khuấy để cho màu nó đỡ đặc. Trong clip thì tôi để ý trước khi nhỏ mấy cái giọt màu vào thì trên cái lớp nền người ta đã phủ một cái lớp màu trắng rồi. Trời ơi, khúc này sơn quẹt như kiểu đi bả tường ấy các bác. Nhưng mà cảm giác nó cũng đã, kiểu như là vừa nghịch vừa phá màu ấy. Theo như tôi quan sát thì cái lớp nền màu trắng này nó khá là dày. Nếu mà có một cái lọ sơn màu trắng rồi đổ ập một phát màu lên trên này thì có khi nhanh hơn. Mà thôi, ai lại đi làm như thế. Sau khi bả xong cái lớp nền màu trắng rồi thì nhân lúc màu nó còn chưa khô, tôi sẽ chấm màu lên trên đấy, chấm thành những cái giọt mà đa dạng kích thước nha. Có giọt to, giọt nhỏ, giọt vừa, giọt ti. Tôi thấy người ta có thể nhỏ cái giọt màu sau chồng lên cái giọt màu trước được. Tôi cũng thử làm thế, nhìn hay phết. Từ
tới khúc cuối rồi đây. Khúc cuối thì tôi thấy người ta sẽ quẹt để cho những cái giọt màu này nó có cái đuôi dài dài. Nhưng mà sao người ta quẹt thế đẹp thế nhở? Mình quẹt nhìn như mấy con nòng nọc ấy. Nhưng mà thôi, tôi thấy ít nhất cái tip thứ hai này nó còn thành công hơn cái tip thứ nhất. Ít ra thì nhìn nó còn không đến nỗi. Nói chung là nhìn nó cũng hay ho vui mắt. Nhưng mà chắc là cái tip này thì nên làm trên bìa cứng hoặc là cái khung vải toan đấy các bác. Cái khung vải mà người ta hay dùng để vẽ tranh sơn dầu ấy. Như thế thì nó sẽ không bị cong giấy như thế này. Và đây là thành quả sau 3 tiếng đồng hồ tôi để hong khô mà màu nó chưa khô. Chắc là phải để sáng sáng hôm sau mất. Thế là cả ngày hôm nay tôi coi như là chỉ ngồi phá màu thôi chứ còn gì nữa. Nếu các bác thích video này thì nhớ like và chia sẻ cho tôi nha. Các bác có ý tưởng hay là tip vẽ gì hay ho thì nhớ bình luận ở bên dưới cho tôi biết nhé. Nhớ nhấn theo dõi để mỗi lần tôi ra video là các bác liền ngay và lập tức. Love you, chụt chụt.